quý vị và các bạn, là một xã thuần nông của huyện Cát Tiên với điểm xuất phát thấp. Tuy nhiên, trong những năm qua, bằng sự nỗ lực vượt khó cùng với tinh thần đoàn kết chung sức chung lòng, đến nay, kinh tế xã hội Phước Cát 1 huyện Cát Tiên đã thay đổi rõ nét và dần lộ diện trở thành thị trấn trong tương lai. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vào Phước Cát 1 lập nghiệp trong những ngày đầu thành lập xã, hơn 30 năm qua, ông Trần Đức Tuyết chứng kiến rất nhiều đổi thay của vùng đất này. Với đặc thù là một xã thuần nông, đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thì những cây tiêu, cây điều, cây ca cao, cây lúa, nhiều năm qua chính là cây trồng chủ lực, giúp gia đình ông Tuyết và những người dân xã Phước Cát 1 có được cuộc sống khấm khá như ngày hôm nay. Chúng tôi cũng vào đây với cái điều kiện ban đầu thì hết sức là khó khăn, nói chung khó khăn chung của toàn huyện và trong gia đình thì càng khó khăn. Khi vào đây là chỉ có đi làm thuê thôi, mua được miếng đất rồi đi làm thuê là chủ yếu. Nhưng mà qua đó thì rồi hàng năm từng năm một thì mình chăm chỉ làm rồi thì học đúc rút kỳ cả cái kinh nghiệm trong cái khoa học kỹ thuật rồi mình nắm bắt thử nên trồng cái gì và nên nuôi con gì để cho nó phù hợp với cái địa bàn và cuộc sống tại địa phương cho cái kinh tế gia đình và kinh tế của xã nhà huyện nhà nói chung là phải ngày càng được phát triển lên. Cách trung tâm huyện Cát Tiên hơn 10 km. Xã Phước Cát 1 có tổng diện tích tự nhiên gần 1.700 ha với dân số hơn 8.100 người. Đây là địa bàn giao thương liên tỉnh, nối xã Đắc Lùa, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Sau ngày thiết lập huyện, chính quyền và người dân xã Phước Cát 1 luôn có một suy nghĩ là xây dựng xã trở thành đô thị vệ tinh, cửa ngõ trung tâm phía Tây Nam của huyện Cát Tiên. Hơn 30 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song với tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hiện nay Phước Cát 1 đã có sự bứt phá rõ nét. Cơ cấu kinh tế phát triển có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỉ trọng ngành dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Song song đó, cơ sở hạ tầng, đường giao thông, trạm y tế, trường học, nhà cửa được xây dựng khang trang sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Chúng tôi thấy là cuộc sống của dân được nâng lên rõ ràng và dân thì là rất là phấn khởi, hào hứng. Trước ngày mới vào thì không có ai muốn ở cái vùng này cả. Nhưng bây giờ thì sướng lắm rồi. So với cuộc sống ở ngoài kia thì có lẽ hơn rồi. Đến nay, xã Phước Cát 1 đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, các tiêu chí thành lập thị trấn Phước Cát qua đánh giá của cơ quan chức năng, hiện xã có 4 trên 4 tiêu chí, gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, được công nhận là đô thị loại 5 và cơ cấu phát triển kinh tế xã hội đều đã đạt theo tiêu chuẩn quy định. Đối với Phước 1 thì trong các tiêu chí mà đỡ xây dựng lên thị trấn theo cái nghị quyết 1211 của Quốc hội đó thì trong 4 tiêu chí đó cơ bản thì thị trấn cũng đã đạt. Trong đó thì diện tích tự nhiên, dân số rồi có cái tiêu chí về cái công nhận được đô thị là loại 5. Thì đối với tiêu chí đô thị loại 5 là đã được công nhận từ năm 2011. Đó, cho tới nay thì cũng đã 6 năm. Đấy, thì cũng đang tập trung để trên cơ sở mà công nhận đô thị loại 5 thì tập trung để đầu tư cơ sở hạ tầng cho nó đảm bảo theo trong cái lộ trình là xây dựng thị trấn. Mặc dù vậy, nhưng để xã Phước Cát 1 hiện thực hóa trở thành thị trấn thứ hai trên địa bàn huyện Cát Tiên, sau thị trấn Cát Tiên, hiện nay địa phương đang tiếp tục hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch cho đô thị, trong đó đặc biệt quan tâm đến các công trình cấp thoát nước đô thị và môi trường, đồng thời tiếp tục thực hiện những chính sách ưu đãi thích hợp để kêu gọi và thu hút đầu tư. Trong thời gian vừa qua thì Bộ Nội vụ cũng đã đồng ý chủ trương để cho thành lập cái thị trấn Phước Cát và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo để triển khai thực hiện cái việc này và Ủy ban nhân dân huyện chúng tôi cũng đang triển khai cái việc xây dựng đề án thành lập thị trấn Phước Cát để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong cái thời gian sớm nhất. Có thể nói là thành lập cái thị trấn Phước Cát là phù hợp với quy luật phát triển và đây cũng là tâm tư nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền, mặt trận thể và nhân dân của các tỉnh chúng tôi. Rõ ràng việc công nhận xã Phước Cát 1 trở thành thị trấn Phước Cát sẽ có phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng điều kiện cuộc sống cho người dân, tăng khả năng cạnh tranh, khả năng thu hút đầu tư xã hội hóa vào các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như các vùng phụ cận.